Cô ấy phát hiện ra phòng trọ của mình bị gắn camera quay lén. Thế nhưng khi mở file quay ra xem thì cô ấy lại phát hiện thêm một bí mật động trời nữa. Bạn trai của cô hẹn hò lén lút với bạn cùng phòng của cô. Tiểu Lưu và bạn thân cùng nhau đi thuê một căn hộ chung cư. Và một ngày nọ thì bọn họ bỗng cảm thấy rất nóng ruột và quyết định đi tìm xem trong nhà có bị gắn camera quay trộm hay không. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm thì bọn họ đã phát hiện ra ông chủ nhà đã gắn một chiếc camera quay trộm siêu nhỏ. Thế vậy thì người bạn cùng phòng mới nói, hay là chúng ta báo cảnh sát thôi. Nhưng Tiểu Lưu lại nói, chờ đã, hay là chúng ta mở file quay ra xem nó đã quay được những gì. Nhỡ đâu không phải ông chủ nhà lắp mà là tên môi giới lắp thì sao? Bọn họ mở file quay ra xem thì thấy đúng thật, ông chủ nhà là người đã lắp chiếc camera này. Thế nhưng càng xem về cuối thì Tiểu Lưu lại càng cảm thấy không đúng. Bởi vì cảnh bạn trai cô và người bạn cùng phòng lén lút với nhau đã được camera này ghi lại. Hai cô gái vì chuyện này đã có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc tức giận và không thể kiểm soát được hành vi thì Tiểu Lưu đã vớ được chiếc túc nơ vít, sau đó là đâm người bạn của mình khiến cô ấy bị thương khá nghiêm trọng. Sau đó thì cô bạn cùng phòng vẫn cố lết được vào nhà vệ sinh và khóa trái lại. Khi nhìn thấy tình trạng bạn thân của mình như vậy thì Tiểu Lưu cũng bắt đầu lo lắng, nghĩ bụng, có thể lần này mình không thoát tội được rồi. Vốn dĩ Lưu lo sợ bạn mình sẽ báo cảnh sát, thế nhưng chợt nhớ ra điện thoại của cô ấy vẫn đang để ở ngoài phòng khách. Thế là Lưu thấy yên tâm hơn và nghĩ rằng mình sẽ có thêm thời gian để xử lý vụ này. Lúc này thì người bạn thân ở trong nhà vệ sinh đang mở cửa thông gió ra, hướng ra ngoài hét lớn để kêu cứu. Thế vậy thì Tiểu Lưu đứng ở ngoài bắt đầu ra sức cậy cửa, thế nhưng không thể nào cậy ra được. Thế rồi cô ấy bắt đầu nghĩ ra được một người chắc chắn có thể giúp được mình lúc này, đó chính là ông chủ nhà. Và rồi cô ấy nhắn tin cho ông chủ nhà, nói rằng bản thân mình đang bị kẹt ở trong nhà vệ sinh do khóa cửa bị hỏng, muốn ông ấy tới mở giúp mình. Nhưng ông chủ nhà lại nói, thế thì tôi tìm cho cô một thợ sửa khóa là được chứ gì? Lưu nói, không được, tôi là con gái, đang mặc nguyên bộ quần áo ngủ trên người, cho người lạ vào nhà làm sao được? Ông là người mà tôi quen biết thì tôi mới yên tâm. Thế nhưng ông chủ nhà vẫn nhất định không chịu tới, khiến cho Lưu phải lôi vụ camera giấu kín ra để đe dọa. Nếu như ông vẫn còn không chịu đến thì tôi sẽ đem chiếc camera này ra cho công an. Nếu ông tới thì chúng ta có thể thương lượng để giải quyết trong im lặng. Đến nước này thì ông chủ nhà cũng hết cách rồi, đành phải mò đến nhà của Tiểu Lưu. Thế nhưng Lưu cũng không thể ngờ được là sau khi ông chủ nhà tới lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi gần tới nơi thì ông chủ nhà có nhắn tin cho Lưu. Tôi gần tới nơi rồi, lát nữa tôi sẽ tự mở cửa vào nhà nhé. Tiểu Lưu mới nói, chờ đã. Sau khi ông mở cửa xong thì hãy để chìa khóa và điện thoại ở cái ống nước phía trước cửa rồi hãy bước vào nhà. Ông chủ nhà lấy làm lạ thì Tiểu Lưu có nói, dù sao thì tôi với ông cũng nói chuyện riêng, tôi làm như vậy để tránh việc ông quay lén hoặc là ghi âm cuộc nói chuyện này lại. Nhưng đang ở thấy bí cho nên ông ta chỉ có thể chấp nhận, để hết đồ đạc ở ngoài sau đó là đẩy cửa bước vào nhà. Nhưng ông ta không biết được rằng lúc này thì Lưu không hề có trong nhà mà cô ta đang nấp ở bên ngoài để theo dõi. Đợi sau khi ông ta bước vào nhà thì Lưu mới nhanh chóng chạy ra để khóa trái cửa từ phía bên ngoài. Khi mới bước vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy thì ông ta chưa kịp nhảy số. Nhưng khi biết chuyện thì phát hiện bản thân đã bị nhốt ở bên trong rồi. Tiểu Lưu bắt đầu lấy điện thoại của ông chủ nhà và xóa đi đoạn hội thoại giữa hai người, sau đó là gọi điện báo cảnh sát. Định bụng là sau khi cảnh sát đến thì sẽ bắt gọn hiện trường bao gồm lão chủ nhà và người bạn thân đang bị thương của Lưu. Hơn nữa, cô cũng không quên để lại chiếc chìa khóa ở dưới chiếc thảm chùi chân trước cửa nhà, chứng minh rằng lão chủ nhà đã cố tình vào nhà để gây án. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc thì Tiểu Lưu đã chạy một mạch ra phía cửa chính của tòa nhà. Thế nhưng lúc này thì cô không hề ngờ tới rằng khi vừa ra tới cửa thì cô đã gặp ngay người bạn trai của mình. Hóa ra vào tối hôm qua thì bạn trai của Lưu đã gửi tin nhắn cho người bạn cùng phòng của cô, thế nhưng cô ta mãi vẫn không trả lời. Vì thế hắn lo lắng rằng bồ nhí của mình đã xảy ra chuyện nên đã gửi tiếp tin nhắn cho Lưu để nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng không may là lúc này Lưu cũng đang đau đầu với vụ camera quay trộm cho nên cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Thế là hắn nghĩ ngay, chắc chắn là chuyện bắt cá hai tay của hắn đã bị bại lộ. Vì thế khi mà nhìn thấy Lưu ở phía cửa chính thì hắn đã chạy lại ôm lấy cô để mong cô tha thứ. Nhưng lúc này thì Lưu nào có để tâm đến hắn nên là cứ liên tục đẩy hắn ra. Tên kia thấy vậy thì nghĩ rằng chắc là Lưu không tha thứ cho mình nên lại ra sức ôm càng chặt lấy cô. Kết quả là khi cảnh sát tới nơi thì thấy ở ngay trước cửa có một đôi nam nữ đang giằng co nhau một cách quyết liệt. Cuối cùng thì người bạn cùng phòng của Lưu đã qua được cơn nguy hiểm. Và qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng không những chúng ta cần phải cảnh giác khi đi thuê phòng mà trong tình yêu chúng ta cũng cần phải cảnh giác đấy.